Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn ghi số mũ trong AutoCAD. Ví dụ tôi có muốn ghi là x bình phương hay là x 2 đi chẳng hạn, x 1 gì đó. Thì để ghi số mũ trong CAD thì ta sẽ làm như sau. Đây ví dụ tôi tạo cái test nha, MT nè, Enter nè. Đó. Quét nè, chọn cái khung nè. Rồi, giờ tôi muốn ghi 100 đi, 100 mũ 2 đi, rồi 100 số 2. Sau đó tôi quét cái số 2 này. Đây các bạn thấy không, đây nó có cái mũ nè. Rồi đóng lại đó, thấy chưa? Ok rồi, hoặc là tôi là làm cái mũ x2 thì chẳng hạn, em gọi lệnh MT nè, Enter nè, click chọn một cái khung. Rồi ví dụ tôi ghi là x2 đi chẳng hạn, chữ in nha, bật cách lock, cấp lock lên x2 nè. Đó thì tôi quét nè. Ha. Rồi tôi vô cái chân nè, bấm vô đây. Đó, xong tôi lâu lại. Hoặc là cách này là những cái vết sinh kết mới sau này thì dễ, nó có sẵn cái đó. Những cái vết sinh cũ thì thường ta làm cách này. Ví dụ tôi gọi là lệnh MT. MT Enter, MT nha. Enter cũng quét này. Ví dụ như 100 nè. Ha. Rồi 2 rồi ship số 6 hai mũ này, sau mình quét cái này, mình bấm phím phải, mình vô start, thì nó là hai mũ là nó ở phía trên, còn mũ 2 là nó ở phía dưới nha các bạn. Đây MT Enter này, ví dụ như x2 đây chẳng hạn, x mũ 2 nha, x mũ 2 đó, xong mình quét để chỗ vô đây, để vô cái khối màu đen, bấm phím phải vô start nè. Rồi tiếp theo nó có vấn đề như này. Ví dụ các bạn vẽ cho tôi một cái đường line ha, gọi lệnh line chiều dài 100 đi, Enter. Rồi mấy em ghi kích thước cho tôi đây, rồi gọi lệnh ghi kích thước. Ghi kích thước rồi đó, ví dụ như tôi muốn ghi dung size đó nha, đây tôi đổi nó thành màu màu đỏ đi đó. Rồi thì tôi lít đúp vô đây, đây lít đúp vô để chỉnh cái test này, tôi để cái dấu nháy sau cùng nè. Bây giờ tôi ví dụ tôi muốn ghi là cộng 0,2 trừ 0,1 đi, thì cộng 0,2 nè đó, xong tôi quét thằng này thì bấm lên dấu mũ nè. Rồi xong tôi mới, sau khi nó nhảy lên đây tôi lít đúp vô, lít đúp vô cái này, nó hiện ra cho ta cái bảng nữa. Cái bảng Stack Property thì lúc đó nó có nè, test nè, nó có upper nè, là ở trên nè, và lower ở dưới nè, ở dưới mình nhập trừ 0.1 rồi nó có cái mục nè. Ok đi, mình OK thử nè. Đó thì như thế này, mình có thể hiệu chỉnh cái chiều cao của cái chữ cộng trừ này, lít đúp vô lại, rồi chọn cái phía sau này lít đúp vô, nó mở lại cái bảng đây test style nè. Giờ mình chọn xuống 50. Ok. Đó, số nó nhỏ hơn. Rất là đẹp. Thì tôi vừa mới hướng dẫn các bạn ghi cái số mũ ha. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.